Xin kính chào anh chị, em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang ở đây là ở xã Bình Châu, huyện Siêu Mập, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Thì cái chỗ em đứng đây là rất là gần biển anh chị, khoảng một cây số thôi. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu cô chú anh chị một lô đất mà nằm ngay trục đường nhựa này. Đường nhựa này rộng khoảng là 6 mét anh chị. Và giá của bất động sản mà em muốn giới thiệu đây là bây giờ chỉ còn 1 tỷ tư thôi, là ngang diện tích nó là ngang 6m1 và sâu 25m anh chị. Đây em sẽ quay cận cảnh cho cô chú anh chị mình xem lô đất của mình ha. Trước mặt cô chú anh chị mình đây là cái đường nhựa rộng 6m anh chị, và vỉa hè hai bên là bên này có cái mương nước nè anh chị, bên này có một cái mương nước và vỉa hè mình ha là 6m mà chưa cộng vỉa hè mương nước là khoảng là đâu đó 10m á anh chị. Và cái hướng trước mặt của chú chị mình đây là cái hướng mình ra quốc lộ 55 nha anh chị, ra thì tầm khoảng là vài trăm mét thôi là ra quốc lộ 55 rồi, mình tới khúc đó, khúc cua đó là mình đi xíu là ra quốc lộ 55 rồi ha. Và cái quốc lộ 5 đó mình sẽ rẽ tay phải, mình đi biển Bình Châu, đi chợ Bình Châu cũng như là ủy ban xã Bình Châu ha. Và cái hướng bên tay trái mình ra quốc lộ 5 này, đi tay trái mình sẽ đi là suối nước nóng Bình Châu anh chị, cũng như là đi được Bình Thuận anh chị ơi, Tân Thắng Đáng Hải anh chị. Thì ra tới ngay cái suối nước nóng Bình Châu thì khoảng đâu đó là 2,5 cây số thôi anh chị. Rồi, và cái hướng sau lưng cô chú anh chị mình đây một xíu thôi là tới một cái ngã ba rồi ha. Cái đường này nó tương ứng là nó song song với lại quốc lộ 55 anh chị. Anh chị cứ tưởng tượng là bây giờ là nó song song, là mình đi về hướng bên này là mình sẽ đi ủy ban xã, đi chợ hoặc đi biển nè, và cái hướng này đi xuống nước đó Bình Châu ha. Rồi, cái lô đất của em Điền muốn giới thiệu của chú mình, anh chị mình đây. Đây anh chị, có diện tích là 6m1 anh chị. Ranh mốc của mình rất là rõ ràng. Bây giờ hai bên đã rào lại rồi. Từ giáp cái tường nhà này ha, và qua bên này, qua bên đây là 6m1 và sâu là 25m anh chị. 25m là sâu tới hết cái nhà này ha, hết cái nhà này. Đó, có cái cột móc, cái cột bê tông ở giữa đó anh chị có thể thấy ha. Cái bất động sản mình là hiện tại là chưa có thổ cư anh chị, nhưng mà lên được thổ cư. Hiện tại quy hoạch ở đây thì quy hoạch đất ở đô thị anh chị ơi. Xung quanh đất của mình thì dân cư cũng khá là đông anh chị. Đường nhựa thì sạch đẹp ha, rộng rãi mà dân cư đông, điện đài và đang sử dụng là nước máy rồi. Cái vị trí của bất động sản mình ở đây á, vị trí cực kỳ tốt anh chị. Nói chung là bán kính trung tâm á, 1,5 cây là gần tất cả anh chị, cả biển và cả ủy ban và chợ đò, tất cả là bán kính 1,5 cây thôi là có đầy đủ anh chị. Và từ Sài Gòn mà về tới cái vị trí đất của mình thì khoảng đâu đó 2,5 tiếng anh chị, đi cao tốc ha. Hiện tại bất động sản mình thì quy hoạch đất ở đô thị, không có dính bất cứ cái quy hoạch nào khác, chưa có thổ cư nhưng mà lên thổ cư được anh chị. Như cô chú chị mình đã biết thì cái xã Bình Châu là một cái nơi nổi tiếng về là nhiều người biết tới Bình Châu là nhờ cái suối nước nóng Bình Châu, và cũng như là biết tới là Novaland Bình Châu và du lịch biển ở Bình Châu anh chị. Cái chỗ vùng đất Bình Châu mình là chủ yếu là phát triển về ngành du lịch anh chị. Và dân ở đây thì chủ yếu làm thu nhập chính là chủ yếu là đi biển đánh bắt cá anh chị, nuôi trồng thủy sản anh chị ha. Và gần đây thì vài năm gần đây thì có những cái dự án và công trình thi công ở dưới biển như là Novaland á anh chị, và những cái dự án nhà phố ở dưới đó thì nên là dân ở những chỗ khác về đây làm công trình rất là. Rồi, anh chị cô chú nào mà quan tâm tới bất động sản này á thì cứ liên hệ em Điền ha. Mình sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế cái này. Rồi anh chị, cô chú, anh chị nhớ nhấn đăng ký và like để ủng hộ em đi. Rồi, xin kính chào và hẹn gặp lại.